Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Tiếp theo là phóng sự lễ tưởng niệm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Chùa Hoa Nghiêm vào ngày 1 tháng 3 năm 2020 do Nguyễn Thành Công thực hiện. Đông đảo Phật tử đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn đã tề tụ về chùa Hoa Nghiêm, Fort Belvoir, tiểu bang Virginia để tham dự lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, nguyên đệ ngũ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 3. Sau phần niệm hương, thầy trụ trì chùa Hoa Nghiêm Thích Kiến Khai đã tuyên đọc tiểu sử và hành trình tu tập của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ với những dẫn giải để soi sáng đạo hạnh của vị cao tăng cho hậu thế noi theo. Hòa thượng Thích Quảng Độ sinh ngày 27 tháng 11 năm 1928 tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tiếp theo thầy trụ trì, thầy phó trụ trì Thích Chỉnh Long đã ngâm bài thơ Dân Mẹ được Hòa thượng Thích Quảng Độ viết trong lúc sư ông đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lưu đày, bao năm không được gần gũi chăm sóc mẹ già để nói lên tấm lòng hiếu hạnh của Ngài. Buổi lễ tưởng niệm đã được cử hành tuy đơn giản nhưng thành kính, thanh tịnh và đầy trang nghiêm. Với sự hướng dẫn và chủ lễ của tăng đoàn Hoa Nghiêm, Phật tử tham dự đã cùng nhìn lại con đường tu tập và hành đạo của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ để cảm nhận sâu xa di sản của sư ông để lại cho hàng Phật tử hậu sanh làm hành trang trên con đường tu tập. Một trong những di sản lớn lao mà Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ để lại là công trình nghiên cứu về Phật học với sự uyên bác và thông tuệ. Ngài đã dịch, sáng tác và biên soạn nhiều tác phẩm bằng tiếng Việt để cho nhiều người có thể tu tập được, trong đó phải kể Kinh Mục Kiền Liên Sám Pháp, Thoát Vòng Tục Lụy, Chuyện Cổ Phật Giáo, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã đạt được tâm từ bi, trí thông tuệ, tánh vô úy, còn gọi là bi, trí và dũng, để báo đáp tứ trọng ân, tức bốn ân lớn của người Phật tử là ơn cha mẹ, ơn tam bảo, ơn quốc gia dân tộc và ơn chúng sanh. Dù phải vượt qua bao phong ba bão táp, trù dập khắc nghiệt của chế độ cầm quyền, Ngài vẫn ung dung tự tại. Ngài đã vượt lên những trói buộc của tù ngục để vẫn có những cống hiến tích cực cho đạo Pháp bằng cách biên soạn Tự điển Phật học Hán Việt hay gần 10.000 trang Phật Quang Đại Tự Điển để lại cho kho tàng Phật học Việt Nam. Ngoài cống hiến về sách giáo lý, kinh điển Phật Pháp, sư ông Thích Quảng Độ cũng đã để lại cho hậu thế một di sản văn hóa phong phú qua những án thi văn viết trong tù về nhiễu nhương thế cuộc như Thơ Trong Tù năm 1977-78, Thơ Lưu Đày năm 1982-92. Trên cả di sản của Hòa thượng Thích Quảng Độ về kinh sách thi văn là tấm gương rạng ngời của vị cao tăng đã chuyển hóa kinh điển, giáo pháp vào con đường hành đạo, phụng sự cho đời, hòa nhập với bao thống khổ của chúng sanh, đồng hành cùng với người dân oan đấu tranh cho công bằng xã hội, lễ sống con người, gắn liền Phật giáo với vận mệnh của tổ quốc, dân tộc, cùng với người dân trong nước đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập của đất tổ trước hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng. Ngài cũng là ngọn đuốc soi đường để bảo vệ tự do tôn giáo, chấn hưng Phật giáo để giữ vững con đường chánh pháp, đưa Phật giáo vào đời sống tâm linh cao thượng cho quần chúng Việt Nam trong biển lửa của một xã hội bị tha hóa, tôn giáo đi vào con đường mê tín, bị kiểm soát và định hướng bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và trong những ngày tháng cuối đời, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã để lại tấm gương sáng của tâm vô ngã của một vị cao tăng qua di huấn cho việc tang lễ của Ngài là sau khi tôi về cõi Phật,
tang lễ đơn sơ, không để quá 3 ngày. Sau khi hỏa thiêu, đem tro cốt của tôi rải xuống biển. Cùng tham dự trong buổi lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Boat People SOS cho biết đang có nỗ lực vận động với Quốc hội Hoa Kỳ sẽ làm lễ tưởng niệm thất tuần cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ngay tại khuôn viên Quốc hội, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, để chính giới Hoa Kỳ bày tỏ lòng quý trọng và tiễn biệt đến vị chân tu Việt Nam đã nhiều lần được giải nhân quyền quốc tế từ tổ chức People in Need thuộc Cộng hòa Séc, mạng lưới nhân quyền Việt Nam, giải Thoralf Ravstøl Na Uy và đã được đề cử nhiều lần giải Nobel Hòa Bình cho những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền bất bạo động của Ngài. Nguyễn Thành Công tường trình từ buổi tưởng niệm đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia vào ngày Chủ nhật 1 tháng 3, 2020.